Rồi cả nhà ơi, hôm nay thì bên Phương sáng nay mở đầu sáng nay là về 100 thùng Navigator. Cái dòng Navigator này hiện tại là bên Phương đang có cái chương trình khuyến mãi. Cái giá này là cái mức giá tốt nhất hiện giờ tại Việt Nam. Navigator dòng thường ở trên thị trường là cũng phải tầm là 650 đến 750 một chai. Thì cái lý do là tại sao là cái chai này được yêu thích như vậy là chúng ta ngay từ đầu chúng ta đã thấy là nó có một cái ấn tượng rất là lớn về cái ngoại hình, với cái công nghệ khắc laser in sâu vào trong cái chai như thế này luôn nè. Thì cái này là khá độc đáo, hiện giờ là rất là hiếm hoi những cái chai vang nó có những cái thiết kế đề coi như thế này. Rồi, những ai mà quan tâm chẳng hạn vấn đề như là sâu và nút bần thì chai này cũng đáp ứng tiêu chí đó. Đó là về vấn đề ngoại hình, chai rất là to, nặng, cầm chắc tay. Và vấn đề thứ hai nữa đó là vấn đề chất nước. Navigator là đúng chuẩn vang kali với chất nước đậm đà, chút hậu ngọt, gồm có hai dòng, một dòng là nho Cabernet Sauvignon và một dòng là nho Zinfandel. Nếu mà thích chát thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn Cabernet Sauvignon và Zinfandel thì sẽ là dịu hơn, đậm hơn một tí xíu. Thêm một điểm nhấn nữa cho những cái chai vang của nhà của dòng vang Navigator đó là nó sẽ có một cái chút hậu nhẹ, béo béo rất là lạ mà chúng ta hiếm hoi mới gặp được trong một chai vang đỏ. Thì ở cái Navigator có cái hương như vậy tạo thành một cái điểm nhấn cho cái sản phẩm này. Và nếu mà mọi người vẫn còn đang phân vân là chưa biết lựa một cái chai vang như thế nào cho cuối tuần này, cho những cái buổi tiệc sắp tới, thì mình nghĩ là Navigator sẽ là một trong những cái option đó cho những ai yêu thích phong cách vang tân thời nói chung cũng như là vang biển nói riêng. Thì hãy thử một lần trải nghiệm cùng Navigator nha.